3 tháng nữa, số phận của Ukraine sẽ được định đoạt. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại các diễn biến trên chiến trường Ukraine trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga tấn công như vũ bão, cắt đứt tuyến tiếp tế của quân phòng thủ Ukraine. Tờ New York Times vào hôm 15 tháng 7 đã xác nhận rằng quân đội Nga đang tiến lên trên khắp mặt trận và Ukraine có kế hoạch chấm dứt chiến sự bắt đầu đàm phán với Moscow. Phương Tây thừa nhận Nga đã đảo ngược thành quả mà Ukraine phải chật vật mới giành được một cách chóng vánh. Moscow đã tiến vào Urozane, một trong những ngôi làng ở phía Nam mà Kiev đã giành được vào mùa hè năm ngoái, đánh dấu thành quả mới nhất trong hàng loạt các bước tiến chậm mà chắc của Moscow. Kênh Deep State của Ukraine mô tả sự mất mát này là sự sụp đổ về phòng thủ. Urozane là thành công hiếm hoi của Ukraine trong cuộc phản công mùa hè đáng thất vọng. Trước đó vào tháng 5 thì Nga còn chiếm lại được hầu hết Robotyne. Đây cũng là địa điểm đã bị quân đội Ukraina chiếm lại vào tháng 8 năm ngoái. Các bước tiến của Nga là một diễn biến đáng lo ngại đối với Kiev. Kể từ khi Nga chiếm được Avdiivka, họ đã tiến lên một cách chậm rãi về tuyến đường cao tốc T0504. Và hiện tại, họ chỉ còn cách con đường này chưa đầy 4 dặm về phía nam. Nhưng mà điều nguy hiểm đó là nó nằm trong tầm bắn của pháo binh và máy bay không người lái Nga. Do đó, Ukraine sẽ rất khó để có thể sử dụng tuyến đường này nhằm tiếp tế và vận chuyển binh sĩ. Còn ở phía đông thì Nga cũng đang tiến lên, đặc biệt là tại vùng ngoại ô Charkov. Một thành trì của Ukraine trong khu vực. Và họ cũng đang tiếp cận gần một tuyến đường tiếp tế quan trọng khác của Ukraine. Là việc cắt đứt tuyến đường này sẽ càng cô lập được thị trấn Charkov. Đây cũng là một trong những mục tiêu chính của Moscow. Ukraine hy vọng rằng vũ khí và đạn dược do các đồng minh phương Tây cung cấp cho họ gần đây sẽ giúp họ ngăn chặn được lực lượng Nga. Dù là điều đó đã xảy ra ở phía Đông Bắc, nơi mà các lực lượng phòng thủ được tăng cường của Ukraine đã ngăn chặn được các mối đe dọa từ Kharkov. Tuy nhiên, trái ngược với hy vọng của phương Tây, Kiev đã phản công bất thành và sắp bị Nga bao vây ở Vojansk. Cụ thể là tại phía bắc bờ sông Vojia, lực lượng Ukraine đã cố gắng đánh bật binh sĩ Nga khỏi khu vực chợ thực phẩm và đột phá sâu hơn vào các tòa nhà cao tầng, nhưng bất thành. Ở phía đông Vojansk, các chiến binh Nga đã tấn công đồng loạt từ nhà máy tổng hợp và từ phố Kosibuski. Họ đang cố gắng để đóng nắp vạc dầu ở khu vực phố Starochuni. Cuộc tiến công khá thuận lợi bởi vì một phần quân đội Ukraine tại đây đã rút qua bờ sông. Giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian trước khi Nga có thể khép chặt được vòng vây tại đó. Theo hướng Adipka Pokov, Nga đã đột phá tới Lozovaskoy và đang nhanh chóng để tiến vào trung tâm. Cùng với việc chiếm được phần lớn ngôi làng này, sau khi họ vượt qua được làng Novoseluka 1 và buộc đối phương phải bỏ chạy. Hiện tại, người Nga đang làm chủ thế trận và có nhiều đồn đoán cho rằng giới lãnh đạo NATO sẽ chỉ còn khoảng thời gian là 3 đến 4 tháng nữa để leo thang trước khi kết quả bầu cử Mỹ ngã ngũ vào tháng 11 tới. 3 tháng nữa, số phận của Ukraine sẽ được định đoạt, NATO gấp rút leo thang, Nga đe dọa hạt nhân. Chính trị gia người Nga là Oleg Starev đã nhận định rằng cuộc chiến tại Ukraine sẽ tiếp tục khốc liệt căng thẳng trong khoảng 3 tháng nữa và sau đó sẽ có một bước ngoặt lớn. Ông này cho rằng chính quyền Mỹ thực sự không muốn bị thiệt hại lớn do thất bại ở Ukraine. Vì vậy, Washington đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này một cách êm xuôi nhất. Giải pháp thì chỉ có thể là thay đổi Tổng thống Mỹ. Vì vậy, có khả năng là Tổng thống 45 của Mỹ là Donald Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng và sẽ thực hiện cam kết chấm dứt xung đột Ukraine bằng cuộc đàm phán nhượng bộ đáng kể có lợi cho Moscow. Như vậy là từ nay cho đến ngày bầu cử Mỹ thì giao tranh sẽ còn tiếp tục trong khoảng 3 tháng nữa, ít nhất là cho tới mùa thu và dựa trên kết quả bầu cử Mỹ, chính quyền Kiev sẽ phải hòa nhập với tình hình thế giới mới. Nhưng mà hiện tại, chính quyền ông Zelensky vẫn đang hy vọng vào một nỗ lực cuối cùng để có thể ít nhất là có một tiến bộ quân sự trước khi số phận của họ bị định đoạt bởi một ông chủ Nhà Trắng mới. Và NATO chắc chắn cũng sẽ góp sức vào kế hoạch này. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan là tướng Wesla Kulula đã phát biểu tại cuộc họp báo vào hôm 10 tháng 7 rằng Hôm nay, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị lực lượng của mình cho một cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải là một cuộc xung đột bất đối xứng. Điều này diễn ra ngay sau khi Hiệp ước An ninh Ba Lan Ukraine được ký kết. Giới quan sát nghi ngờ rằng, tuyên bố này báo hiệu khả năng Ba Lan có thể đem quân can thiệp thông thường vào Ukraine để bảo vệ các lợi ích của mình ở Tây Ukraine nếu như Nga đạt được bước đột phá tại đây. Hiện thì cuộc xung đột đang có xu hướng có lợi cho Nga, nhưng mà vẫn chưa có một diễn biến đáng kể nào có thể thay đổi được cục diện. Với quyết định chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan đang muốn ám chỉ rằng nước này dưới sự hỗ trợ của NATO sẽ nhanh chóng leo thang xung đột Đông Âu, trở thành một cuộc chiến tranh giữa Ba Lan và Nga. Cũng không phải là ngẫu nhiên mà Hiệp ước An ninh Ba Lan-Ukraine lại ghi rõ ràng rằng cả hai sẽ xây dựng một mối quan hệ dựa trên tình anh em chiến đấu trong cuộc chiến năm 1920 với nước Nga Bolshevik. Cần phải lưu ý là hiệp ước giữa Ba Lan và Ukraine kêu gọi thành lập một quân đoàn Ukraine tại Ba Lan. Đơn vị mà theo người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Jacek Siwera cho biết rằng có khả năng bao gồm hàng triệu quân tình nguyện. Rõ ràng rằng tuyên bố này là quá tham vọng với Ukraine. Nhưng mà điều đó vẫn là khả thi nếu như lực lượng chiến đấu này là các quân nhân Ba Lan cải trang thành người Ukraine. Bất kể các bên có kế hoạch gì trong 3-4 tháng tới, thì có một điều chắc chắn rằng hành động của Ba Lan lần này sẽ tăng nguy cơ leo thang không kiểm soát, thậm chí là sẽ gây ra thế chiến thứ ba. Bởi vì Ba Lan cũng là một thành viên của NATO và họ luôn được bảo vệ bởi điều năm. Trước đó, cựu thẩm phán bất đồng chính kiến người Ba Lan Thomas Smith đã đưa ra cảnh báo đáng báo động đối với Moscow. Ông tuyên bố rằng NATO muốn lôi Nga vào một cuộc đối đầu mới bằng cách mở ra mặt trận thứ hai chống lại Nga. Rồi từ đó, NATO sẽ mạnh dạn mở rộng nhanh chóng sự can thiệp do Ba Lan dẫn đầu để tiến sát tới tận sông Dnieper hoặc thậm chí là có khả năng vượt qua con sông này để đe dọa các khu vực mới của Nga. Giới lãnh đạo NATO theo chủ nghĩa toàn cầu đang suy tính rằng, ngay cả trong trường hợp này, họ sẽ không cần phải kích hoạt điều 5 bởi vì họ tin Nga sẽ không dám sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình, ngay cả khi Ba Lan và các nước vùng Baltic, ngay cả khi Ba Lan và các nước vùng Baltic can thiệp vào cuộc xung đột. Nhưng mà quá khứ đã chứng minh rằng phương Tây chẳng hiểu gì về tổng thống Nga và ông Putin cũng là người không biết nói trời. Ông ấy đã nhiều lần cảnh báo nếu như Nga cảm thấy đến lúc cần phải sử dụng biện pháp cuối cùng để tự vệ thì họ cũng sẽ không ngại làm điều đó. Chưa hết, vào hôm 10 tháng 7 thì Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz đã nhất trí rằng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai luân phiên các loại tên lửa tầm trung tại Đức từ năm 2026, bao gồm có SM-6 Tomahawk và các loại vũ khí siêu thanh đang được phát triển. Chúng có tầm bắn xa hơn đáng kể so với hỏa lực hiện có ở châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pretorius cho biết Kế hoạch này sẽ giúp cho đất nước của ông có thời gian để phát triển các loại vũ khí tương tự của riêng mình. Việc mở rộng vùng bao phủ hỏa lực của châu Âu đã khiến cho phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov phải lên tiếng rằng: "Châu Âu là mục tiêu tên lửa của chúng tôi, đất nước của chúng tôi cũng là mục tiêu của tên lửa Mỹ tại châu Âu." Ông giải thích thêm rằng: "Chúng tôi có đủ năng lực để ngăn chặn những tên lửa đó, nhưng nạn nhân tiềm tàng sẽ là thủ đô của các quốc gia này." Cùng lúc đó thì Đức, Ba Lan, Pháp và Ý cũng đã ký một bức thư để bày tỏ ý định cùng nhau phát triển tên lửa hành trình tầm xa. Và để đáp lại thì truyền hình nhà nước Russia 1 của Nga đã phát một đoạn video vào tối ngày 14 tháng 7. Trong đó, các chuyên gia Nga cảnh báo một cách đáng lo ngại rằng tên lửa của họ ở Kaliningrad có thể tấn công gần như tất cả các thủ đô của châu Âu, bao gồm có Berlin, Warsaw, tất cả các quốc gia vùng Baltic, Paris, Bucharest, Praha và tất nhiên là cả các căn cứ của Mỹ tại Đức. Chương trình này đã trình chiếu một bản đồ châu Âu cho thấy các khu vực mục tiêu tiềm năng và người dẫn chương trình truyền hình Jepkeni Popov còn nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh đang ở vị thế dễ bị tổn thương nhất, chỉ cần 3 tên lửa là đủ để săn phẳng nền văn minh của họ. Những diễn biến này cho thấy là phe hiếu chiến theo chủ nghĩa toàn cầu đang gấp rút đề ra các chính sách liên minh và tăng cường quân sự cho các thành viên NATO ở châu Âu để đề phòng khi có sự thay đổi quyền lực tại Mỹ. Đã đến lúc NATO phải quyết định chống Nga hay chống Trung Quốc. Tờ SCP vào hôm 15 tháng 7 đã đăng tải bài viết có tiêu đề là Các nhà phân tích cảnh báo nhiệm kỳ 2 của Trump chắc chắn sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu phân tích Trương Giai Đông của Đại học Phúc đán Trung Quốc cho rằng mặc dù vẫn có nhiều điều không chắc chắn trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, nhưng có thể khẳng định rằng cả ông Trump và ông Biden đều sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ông Trump từng cảnh báo việc chống lại Trung Quốc có thể sẽ là ưu tiên chính sách đối ngoại lớn nhất của ông nếu như ông tái đắc cử. Trong nhiệm kỳ năm 2017-2021, ông Trump đã coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ và đã phát động cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh. Di sản đó đã được Tổng thống Biden tiếp nối một phần trong khi tìm cách để ổn định quan hệ với Trung Quốc. Theo ông Trương, chính sách của Đảng Dân Chủ đối với Trung Quốc nhấn mạnh đến sự cân bằng, ổn định và họ muốn duy trì nguyên trạng để có thể giải quyết những vấn đề mà họ coi là cấp bách hơn như là xung đột ở Ukraine hay là giải Gaza. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa và ông Trump thì lại nhấn mạnh nhiều hơn đến lợi ích và an ninh của chính nước Mỹ. Trump tin rằng, cho dù kết quả của cuộc chiến ở Ukraine và Gaza có ra sao đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không phải là mối đe dọa đối với Mỹ và sẽ không thể lật đổ vị thế của nước này trên trường quốc tế. Chỉ có Trung Quốc mới có khả năng làm ra điều đó. Vì vậy, Đảng Cộng Hòa coi chính sách đối ngoại của Mỹ nên phải tập trung vào Trung Quốc. Một dự thảo cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa được công bố vào tuần trước đã kêu gọi thu hồi quy chế thương mại quốc gia được ưu đãi nhất của Trung Quốc, trong khi đặt mục tiêu chống Trung Quốc để định hướng xây dựng sức mạnh quân sự của mình. Trong khi đó, thì đồng tác giả James Fernand và Bradley Taylor đã có bài viết trên trang I'm Greatness của Mỹ cho biết rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn Nga và đã đến lúc NATO cần phải hành động như vậy Tờ này viết rằng NATO vẫn chưa hiểu đầy đủ về tính cấp bách và phạm vi của mối đe dọa từ Trung Quốc Do đó, trong tâm của khối này vẫn là Nga Điều này được chứng minh bằng phản ứng của Mỹ và NATO đối với cuộc tấn công vào Ukraine của Nga Từ đó, phương Tây không ngừng chỉ trích ban hành các lệnh trừng phạt ngoại giao và kinh tế với Nga Đồng thời, viện trợ quân sự chia sẻ thông tin tình báo Và rất có thể đó là sự hiện diện bí mật trực tiếp hỗ trợ và cố vấn cho cộng đồng tình báo và quân đội Ukraine, đó là ưu tiên của chính quyền ông Biden và giới lãnh đạo NATO và họ đã láng quên vai trò của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine Do đó, tờ này nhận định rằng không có lý do gì để không trừng phạt Trung Quốc như những gì mà NATO đã làm với Nga. Điều đó có nghĩa là Mỹ cần phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của các biện pháp ngoại giao và kinh tế bao gồm cả tiền tệ, đầu tư hạn chế thương mại và tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc. Tương tự như vậy quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với đất nông nghiệp, công nghệ và các trường đại học của Mỹ sẽ cần phải bị cắt giảm đáng kể. Tờ này cũng nói thẳng ra rằng, các thành viên NATO và các đồng minh chủ chốt của Mỹ như là Vương quốc Anh, Pháp và Đức vẫn đang hỗ trợ cho Trung Quốc thông qua việc bang giao kinh tế. Còn tại châu Á thì Trung Quốc đang gây sức ép với các đồng minh của Mỹ bao gồm cả những đồng minh cấp thiết nhất như là Philippines và Đài Loan. Nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ manh động trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 hoặc trước ngày 20 tháng 1 năm 2025 khi mà Tổng thống Mỹ nhậm chức. Chẳng hạn như là họ sẽ phá hủy các công trình gia cố tiền đồn của Philippines trong khu vực bãi cỏ mây. Họ cũng sẽ tiếp tục xâm phạm lãnh hải Đài Loan và mạnh dạn thực hiện các hành động gây hấn. Còn nếu như Tổng thống Biden tái đắc cử, thì có thể các nỗ lực nhằm chiếm giữ bãi cỏ mây của Bắc Kinh sẽ thành công và các đồng minh NATO sẽ chỉ đứng nhìn Philippines đơn độc chống cự và không làm gì cả. Tác giả đặt ra câu hỏi rằng, nếu như nước Mỹ dưới thời của chính quyền Biden sẵn sàng bán rẻ Philippines thì liệu họ có thể làm như vậy với Ba Lan, Romania, Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic hay không? Mối đe dọa mà Hoa Kỳ và NATO đang phải đối mặt không phải là mối đe dọa của khu vực mà là mối đe dọa toàn cầu do sự hung hăng quá mức của Trung Quốc gây ra. Tờ Amgristnitz chỉ ra rằng Mỹ, NATO cần phải nhận ra Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu đối với họ, đối với sự an toàn của họ. Bởi vì sự tăng trưởng kinh tế và quân sự mạnh mẽ cũng như là ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc, dù diễn ra bên ngoài khu vực châu Âu, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đáng kể đến châu lục này. Cần phải lưu ý là cuộc tập trận quân sự kéo dài 11 ngày của Trung Quốc tại Belarus đã diễn ra, chung với thời điểm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra. Nó cho thấy rằng Bắc Kinh có khả năng thể hiện sức mạnh quân sự của mình đến tận ngưỡng cửa của NATO. Trên thực tế thì cuộc tập trận chung này đã diễn ra gần biên giới Belarus với Ukraine và chỉ cách biên giới Belarus với Ba Lan khoảng 5 km. Trong khi đó, thì Tổng thống Biden gần đây vẫn khẳng định rằng nếu như quân đội Nga không bị ngăn chặn dứt khoát ở Ukraine, thì họ sẽ tiến tới Ba Lan và những nơi khác nữa. Nhưng mà liệu Nga có thực sự ấp ủ ý định chinh phục quân sự các quốc gia thành viên NATO hay không? Bởi vì chúng ta đã từng được chứng kiến sự thận trọng mà ông Putin thể hiện trong suốt 2 năm rưỡi chiến tranh với Ukraine. Điện Kremlin đã tránh các cuộc tấn công trực tiếp vào các thành viên NATO. Cho nên, câu trả lời có lẽ là không. Bản tóm tắt mới nhất của Viện Quincy vào hôm 8 tháng 7 giải thích cặn kẽ rằng NATO có lợi thế lớn gấp 3 lần so với Nga về lực lượng bộ binh, liên minh này có lợi thế gấp 10 lần về máy bay quân sự và cũng có lợi thế lớn để chiếm ưu thế hoàn toàn trên không. Còn trên biển, NATO có khả năng áp đặt lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền của Nga. Mặc dù người Nga có ưu thế rõ ràng hơn với từng quốc gia NATO, đặc biệt là ở vùng Baltic, nhưng mà rất khó để có khả năng Nga có thể tận dụng được lợi thế này để gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với toàn bộ liên minh NATO. Phân tích này cũng là phù hợp với việc tổng thống Putin từng tuyên bố rằng Nga không có lý do và cũng không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự nào để chống lại các nước NATO. Những cáo buộc của phương Tây rằng chúng tôi có ý định tấn công châu Âu sau khi tấn công Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa. Hiện tại, nước Mỹ đang phải đối mặt với kịch bản chiến tranh đa mặt trận, trong khi vừa phải hỗ trợ cho Ukraine thì đồng thời lại phải đối mặt với sự hung hăng tấn công của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Do đó, Armgrenes kết luận rằng nếu như các quốc gia NATO muốn giúp đỡ Ukraine thì thay vì chống Nga, họ nên tập trung hỗ trợ Mỹ và Philippines để chống lại Trung Quốc. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.